Bạch Lan Phương muốn sinh thêm con, tiết lộ sẽ làm liều vào đêm trung thu. Dòng chia sẻ của Bạch Lan Phương đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương đăng tải loạt khoảnh khắc đáng yêu của nhóc thì kèm dòng chú thích, sao tuổi trẻ con bụng cứ ỏng ra thế các bác nhỉ. Thực sự muốn làm ngay một em như này nữa ngay và luôn ý. Có thể thấy, Bạch Lan Phương đang nóng lòng muốn sinh thêm bé nữa. Dưới bài viết, nhiều khán giả ủng hộ suy nghĩ này của nữ mắc ca. Một tài khoản để lại bình luận, nhưng mà chăm con cả ngày mệt lắm đấy, con lớn quên ngay những tháng ngày mệt mỏi chăm bé, hy sinh thời gian chăm con. Muốn đi đâu chơi hay chỉ là đi cà phê thôi mà cũng khó. Chị cứ suy nghĩ thật kỹ trước khi có bé thứ hai nhé. Bạch Lan Phương liền đáp, cho con đi cùng luôn em có sao đâu. Với cả chị có người giúp trông em bé mà. Hay một người khác lại giục, làm luôn chị ơi. Bạch Lan Phương đáp ngay và luôn, ok đợi trung thu để đi chơi nhiều rồi làm liều em ơi. Thời gian qua, Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh gây chú ý bởi chuyện tình lệch tuổi nhưng hết sức ngọt ngào. Kể từ khi chính thức xác nhận hẹn hò, cả hai thường xuyên phát cẩu lương trên mạng xã hội. Về phía Huỳnh Anh, nam diễn viên cho rằng mình chính là mảnh ghép mà bạn gái hơn 6 tuổi cần. Bởi nam diễn viên cảm thấy cả hai đồng điệu tâm hồn, tương xứng ngoại hình và nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Được biết, cả hai đã tính đến chuyện lâu dài và dự rằng sẽ có một đám cưới trong tương lai gần. Khán giả mong rằng sớm nhận tin vui từ cả hai.